vừa rồi chúng ta cho phần DJ rất là vui. Thay mặt Sun Family Producers và tất cả các nghệ sĩ, rất cảm ơn quý vị luôn luôn ủng hộ chương trình của Family Producers tổ chức. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình ca nhạc trước đây hoặc đêm nay dạ vũ mùa đông thì quý vị lên channel YouTube có tên là Family Producers. Chúng ta hãy xem chương trình ca nhạc khiêu vũ ngày hôm nay và chúng ta nhớ bấm like hoặc là chúng ta subscribe, chia sẻ cho tất cả mọi người và tất cả các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn các ân nhân, các nhà bảo trợ, các bạn thân thương của Tường Vi luôn ủng hộ cho các ca sĩ từ trong đất liền sang hát. Và phần trở lại của ban nhạc Full Band Bona Bin. Và xin một lần nữa chúng con xin chúc cho bác Nguyệt cũng như bác Thắng vui vẻ, và bác Thắng sẽ trở lại Việt Nam để ăn Tết, và chúc bác luôn luôn khỏe mạnh vui vẻ và sẽ quay lại với chúng con trong những ngày gần tới. Và bây giờ để chúng ta thay đổi chương trình, có một vị khách từ phương xa, từ California, anh là nhà sản xuất phim. Xin mời anh Alan Park sẽ lên chương trình với chúng tôi trong một nhạc phẩm để tiếp nối chương trình. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Alan. Wow, Alan ché hơn thành lễ ché lắm rồi đó, anh ché từ đầu đến cuối luôn. Rồi, anh xem hôm nay chương trình như thế nào anh? Quý vị ơi, cho chào pháo tay cho một người bạn của Alan là Thành Lễ. Đã biết Alan biết Thành Lễ hơn 30 năm rồi nha. Thấy hai anh em hôm nay sáng không? Sáng, lúc đó Thành Lễ mới 18 tuổi quý vị. Xin cảm ơn Alan và một phần trình diễn của Alan. Xin quý vị cho một tràng tay thật xuôi sẻ cho Alan. Vâng, chờ. Ok quý vị ơi, hôm nay là lần thứ hai Alan đến Hawaii. Lần thứ nhất là khoảng lần thứ nhất là lên tới khoảng 90 năm về trước là làm bộ phim Ride the Thunder quay ở Hawaii này luôn, ở trong cái khu vực Kona Ranch á. Thì rất là yêu thích Hawaii và hôm nay là trở lại và yêu thích hơn là những người Việt tị nạn của mình là người Việt ở Hawaii. Hôm nay là cảm ơn Phương Vi Production rất nhiều, với lại Andy, với lại Tuấn, với các bạn đã put together một cái program hôm nay rất là đặc biệt. Quý vị biết là sau cái mùa lễ tạ ơn đó thì chúng ta ăn rất là nhiều đúng không? Xin mọi người là gain khoảng 2, 3, 4, 5, 10 pound gì đó. Thì bây giờ Vi đã put together một cái production hôm nay để tụi mình nhảy, tụi mình dance, để tụi mình lose some weight và ready for the holiday đúng không? Nhân dịp lễ Noel đó thì Alan giúp chúc mọi người một mùa Noel thật là vui với gia đình. Và chúc mẹ của Vi với lại mẹ của Andy lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, và chúc các bạn cũng lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và làm ăn khát đạt ha. Người Việt mình đã rất là thành công đúng quý vị đúng không? Người Việt mình rất là tài giỏi đúng không? Đó, ngày xưa đó thập niên 60-70 thì người Việt mình ngày xưa qua Hawaii đó thì mình làm trồng trọt về thôm nè, về khóm nè, về mía nè. Rồi bây giờ đó người Việt mình là chủ của những cái tiệm giống như là nhà hàng, club như vậy, hoặc là chủ tiệm nail nè ha. Tụng cũng như là bác sĩ, kỹ sư, hạ viện, thượng viện gì của Mỹ là người Việt mình làm tùm lum hết. Trừ ra tổng thống chưa có nha. Chờ thế hệ sau, thế hệ mà sanh đẻ ở đây đó được làm tổng thống là lúc đó tụi mình rất là ăn mừng đúng không? Tụi mình có thể là ăn heo quay, thịt quay gì đó tùm lum hết. Kế tiếp thì Alan xin bây giờ cho chồng pháo tay cho một nhạc đánh tuyệt vời quá quý vị ơi. Đúng là Vi ơi, Vi giỏi quá Vi, không biết Vi đang ở đâu. Vi lựa chọn thứ nhất là âm thanh rất là tuyệt vời, ban nhạc đánh rất là hay, ánh sáng cũng rất là tuyệt vời luôn, và cái anh là engineer làm microphone control đó cũng rất là tuyệt vời. Coi như là overall đó là rất là tuyệt vời. Thành Lễ rất là hay MC, và ba ca sĩ mà mới hát vừa rồi đó hát phải như là dốc hết tấm lòng của mình đúng không? Hát mà có nghĩa là phải nói là gần đứt hơi đó, để cho quý vị thưởng thức những cái bài đó hay. Thì bây giờ họ hát tiếng Việt, bây giờ Linh sẽ tặng một bài tiếng Anh cho các bạn nghe. Một bài của nhạc sĩ Lionel Richie, tựa là Hello, để nói hello với lại các bạn ở Hawaii nha. Thank you.
You're